Bun Ọc Phan Xà còn được gọi là lễ hội Mãn Mổ Chay, một trong những ngày lễ lớn trong năm của người dân Lào vừa được tổ chức. Đây là sự kiện đánh dấu kết thúc 3 tháng kết giới tu tập mùa mưa của Chư Tăng, Phật giáo Lào, giống như các nghi lễ kết thúc 3 tháng an cư kết hạ của Phật giáo Việt Nam. Hoạt động mừng lễ Ọc Phan Xà đã được tổ chức tại nhiều nơi trên khắp đất nước Lào, trong đó bao gồm chùa Thạt Lùng Nam, một trong 4 chùa cổ được coi là biểu tượng văn hóa của nước Lào. Hàng vạn người dân thủ đô Viêng Chăn đã tới chùa từ sáng sớm để thực hiện nghi thức tắc bạt, còn được gọi là cúng dường, cho các nhà sư và những người đã khuất. Lễ hội năm nay nhận được quan tâm đặc biệt khi trước đó nhiều ngày lễ lớn khác đã phải hủy bỏ do các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng của chính phủ. Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người đến chùa như thế. Điều đó chứng tỏ Phật tử Lào vẫn giữ được truyền thống văn hóa yêu kính Đức Phật của cha ông. Hôm nay tôi cũng cảm thấy hào hứng vì dịch COVID-19 được kiểm soát và không ảnh hưởng tới các truyền thống văn hóa của chúng tôi. Theo phong tục của người Lào, trong suốt 3 tháng mùa chay, bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 hàng năm theo Phật lịch, các nhà sư không được rời chùa, tập trung thiền định, nghiên cứu Phật Pháp, trong khi Phật tử chuyên tâm làm việc thiện và không thực hiện một số hoạt động nhất định.